còn cái vụ mà Đức Thầy cũng nói đó, sau này tới cuối năm Thìn đó, kéo qua bên tụ hội bên Chợ Mới bệnh. Thấy chưa? Dạ. Cái số người đó, có ghe tàu á, xuồng rồi đó thì bơi chống chèo chống gia đình rồi xuống này kia. Họ bỏi, tụ hội bỏi, răng rạc. Dạ. Rồi cái số mà đi bằng xe, đi bộ, không có xe, không có tàu bè, thì là bộ, chen nhau đi trên cây cầu. Ông Tứ Thánh cũng nói dí như bầy ngựa, cái ngựa đâu dữ vậy, thấy chưa? Dạ. Đường trường ngựa lội ngập kiều, tràn phá ứng thí dập dìu chim bay. Bây giờ còn hỏi chưa hai, có ai tưởng việc dông dài làm chi? Tức là ý nói mấy người không hiểu, rồi lo ăn chơi, lo tranh giành, lo giàu nghèo. Không hiểu được cái chuyện trời, Phật trời ấn định. Để dạ. Tới cái màn đó. Rồi chen nhau tới chừng sắm nổ ấy rồi, khi đó bắt đầu chen nhau đi bển cuối năm Thìn. Dạ. Đó. Cái người có ghe thì đi ghe, có tàu thì tàu, có xuồng đi xuồng, còn có xe thì đi xe. Rồi cái người không có thì lội bộ, chen nhau trên cầu đó, dí như ngựa vậy, nó chen nhau ngập kiều đó, kiều là cầu. Dạ. Rồi qua khỏi cầu tới đó, mới kéo nhau đi tới cái chỗ nào người ta ấn định đó, tụ tập ở đó. Phải chịu đối khác này kia. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng theo chân Ngôn để mình cùng một lần nữa gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông hai cư sĩ nha cả nhà. Dạ, thì trong ngày hôm nay ông hai cư sĩ sẽ tiết lộ cho cả nhà mình biết được về sự xuất hiện của Phật Di Lặc cũng như là vua Minh Vương. Và cùng với đó là những câu chuyện xoay quanh ông Năm Chèo. Dạ rồi, để tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh khá là đặc biệt của ông hai cư sĩ trong ngày hôm nay là như thế nào, thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video. Xin chào. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con xin gửi lời chào ông hai ạ. Dạ. Dạ, thưa ông hai, thì ngày hôm nay cũng nhờ có đủ nhân duyên. Dạ. Cho nên con được gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông hai. Thì con cũng hy vọng rằng trong ngày hôm nay sẽ được ông hai chia sẻ một đôi điều về đạo và đời cho con cùng với quý vị Phật tử gần xa dạ. cùng được biết ạ. Vịnh Nhung thấm giảng Đức Thầy ông nói đó, thì chứng tỏ là ổng là ông Di Lặc tái lại cái màn này. Thì ổng cũng khuyên quá, ổng cũng hay nói, ổng khuyên đó. Dạ. Ông kêu hội Long Hoa Thầy tới hiệp dạy. Rồi Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Thì nói, ông nói nhiều câu gì thì chứng tỏ theo người nào khác thì không biết. Với tôi thì tôi nhận định ổng là ông Di Lặc trong ai chứ. Tới cái màn này, màn cót, màn hiện cót này lập đời là ổng chứ. Như vậy màn hiện tại mình đang sinh sống bây giờ được gọi là màn chót không hay? Màn chót, màn này sắp tận diệt nè. Dạ. Vì ông Đức Thầy ông cho biết rõ rồi. Ông nói nè, cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên, linh hiển cơ quan, dương sanh sẽ hiệp một đàn, hết Thìn rồi lập dương hoàng hội ra, tức là có vua, tức là hết năm Thìn. Dạ. Có ông vua, thấy chưa? Ông vua mình dòng họ Nguyễn, tái lại. Là Đức Thầy có cho biết là ông vua sẽ là họ Nguyễn luôn. Thì nghĩa là đây này, rồi tôi nói, kể nó nói hết cho nghe. Sau này đó, khi mà sải lên như theo cái lời thám giảng thầy ông tiết lộ đó, ông nói đó, thì khi mà sải ra cái yeah. ông nói nè, ông nói là lâu sau bể mắt non tật, thấy chưa, quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau nhìn chứng mới là thầy phơi, có nhiều người không hiểu đâu. Tức là ông nói lao sao, tức là lộn xộn, tức là nó động binh rần rộ đó. Trước khi đó, nó không phải tụ tập này kia nó ấy được. Nó kéo, nó tràn, nó đánh mình, biên giới mình. Nó tràn qua, nó đánh, nó lấy, nó thèm nước mình. Dạ. Nó quậy Biển Đông rồi đó, hồi mấy người con máy bắt nghe đó. Dạ đúng rồi. Nó như Mỹ thiếu điều muốn đánh nhau đó. Dạ. Nó làm cha. Nó ỉ nữa, tới bây giờ nó tiến bộ mà dân nó đông nữa. Dân nó có số tỷ. Dạ. Thì lao sao bể bắt ông Tần nè. Tức là ông nói nó động binh, nó ấy, nó đánh mình mà bể,
bể là ý nó như cái đê mà mình đắp mà bị nước lấy bể tràn dữ dằn, mình chống nó nổi nó. Dạ. Nó là tiến bộ mấy chục nay đâu có thua Mỹ, nó chế được cái này kia, rồi trong khi nó cái lợi thế dân nó đông nữa, quân nó đông. Dạ. Mình tổng đồng viên nè, khi mà xảy ra rồi mình tổng đồng viên mấy tỉnh ở ngoài, mấy thằng thanh niên ở hướng ở ngoài thì nó tổng đồng viên nó tụ tập kéo chặn đưa cái tinh tràng xuống đánh mình. Dạ. Thấy chưa, cái mặt như này phải Lâm Xuyên Châu Đốc mình chịu nặng. Thì Lâm Xuyên Châu Đốc mình với mấy cái tỉnh mà gần mình nè. Dạ. Nó phải tổng đồng viên, tổng viên bắt mấy thanh niên rồi đó cầm súng ấy rồi đó đưa lên biên giới năm nước, qua liền năm nước Trật Đàn nè, qua lộ Nguyên Giáo máu tràn như sông. Wow. Thấy không, cái lộ Nguyên Giáo là cái lộ ngang giữa, nó tràn qua cái lộ đó. Dạ. Mình lên tới đó mình ngăn ngăn không nổi, vì sau lưng nó còn có năm nước nữa, năm nước Đông Má này nè, ở châu mình nè. Dạ. Yểm trợ nó chứ không đánh mình nữa, nó quân nó bao nhiêu, vũ khí nó bao nhiêu. Dạ. Đó, cũng do cường quốc cái suối một mặt nó đánh mình mãi. Dạ. Một mặt thằng này ở trên mình đánh xuống, rồi tỉnh Châu Đốc kêu mình phải động binh này kia để lên chống, chống cũng không nổi, máu tràn như sông dí thôi. Dạ. Thấy chưa, chuyện đó nó không có nói mà căn số nữa. Ông bà Thới không có viết trong phim cổ người quen, ông cũng có nói cái trận này, ông nói là qua lộ dân giáo giáo dân. Thấy chưa, cái lộ dân giáo rồi thêm giáo dân nữa thì chắc là cái con kinh con rạch gì gặp đó. Dạ. Cái tên ấy thì khi thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời, chuyện đó không nói căn số nữa, vô là không. Dạ. Nếu mà nó căn số thì mình chết dữ vậy, chết rồi ông dí người máu chảy thành sông, mà giữa hai bên đều chết, thắng cũng chết mà bại cũng chết. Thấy chưa. Dạ. Đó, bởi ráng đi, cái tưởng này là dướng trong. Dạ. Thưa ông hai, như vậy thì sau đó là im xuôi rồi thì vua Minh Vương sẽ xuất thế. Đây là để tôi nói tiếp cho nghe, khi mà cái vụ đó xong rồi đó thì tới cái màn nghĩa là núi nổ còn nữa không, núi Văn Cấm nổ thì lộ cái đền vàng của vua trong á. Dạ. Cái đền vàng của vua do trời Phật thần tiên đó là khiến sẵn trong lòng núi Văn Cấm á, chờ ngày cũng như tới lập đời. Dạ. Khiến nổ banh lộ cái đền vàng, cả khối vàng tính coi cái đền vàng của vua mấy tầng mà nó bơ lớn, cả khối vàng nó xông ánh sáng lên, các nước ở xa gần đều thấy, rồi thiên thần tiên gì đó ta dựng cái cột cờ lên nữa màu cao. Dạ. Ở trên có viên ngọc mà lớn, nó không biết như là tủa ánh sáng nữa, các nước đều thấy. Cho nên chống giảng nó nói rõ nè, quân phiên thăm báo xa gần cũng qua. Thấy chưa, chống giảng kêu các nước là quân phiên. Dạ. Tức là không biết sao mà kêu là quân phiên, nước này gần mình nè, nước này xa hơn nè, xa gần cũng qua. Dạ. Tranh phân cho đó tài ba cùng nhau giật mới là tài phân. Chừng đó nước này nè, nó ỷ, nó tiến bộ, nó văn minh, nó mạnh nè, nó đông nè, nó qua. Dạ. Thăm báo xa gần qua, biết có ánh sáng nè, biết nước mình có báu vật, có nhiều quý nè. Thấy không? Dạ. Cái đường vàng nó dưới viên ngọc đó. Rồi cái nước này nè, qua nè, 18 nước đều qua, mấy nước là có máu mặt đó. Ê, nó ỉ đó. Dạ. Qua để mà giành cái đền vàng đó đó, với viên ngọc đó. Ừ. Thì khi qua đó, bây giờ nước này nè, nó đổ quân bộ binh nó thì đi bằng tàu. Dạ. Thấy chưa, bằng tàu nó mới đổ lên, đổ lên nó càng lên bờ, nó càng rừng càng rú, nó đi bất kể, nó kéo tới ngay cái đền vàng chỗ mình đó, chỗ nước không cấm mà nổ lộ đó. Dạ. Nó cầu cờ đền vàng đó, nó mới ngừng lại đó. Dạ. Rồi nước kia nó cũng qua nước mình, rồi nó cũng đổ lên, nó tránh đụng độ như này, nó đổ bộ binh nó cái mặt biển bên đây, bờ biển bên đây. Dạ. Nó tránh đụng độ nhau để đánh nhau sao, rồi nó cũng càng rừng càng rú lộ cho tới cái nền vàng mới dừng lại tụ hội đó. Xong xuôi nha, đủ 18 nước rồi, thì 18 nước này nè, nó có một người nào cũng tài giỏi sao đó đại diện ra mới hội nhau. Dạ. Hội
18 người, có một đại diện 18 nước hội nhau bàn tính sao đó, nhưng mà cuối cùng vẫn xong. Cũng như bây giờ thằng nào cũng tham, muốn lấy chọn cái đền già, cái viên ngọc đó, không có chịu chia sẻ. Dạ. Hả? Rồi cái thì bất thành phải đánh nhau, đánh nó mới chết đó. Là tự 18 nước đánh nhau luôn. Ờ, nó đánh nhau, nó giết nhau. Dạ. Còn đây nè, còn cái vụ mà Đức Thầy cũng nói đó, sau này tới cuối năm Thìn đó, kéo qua bên tụ hội bên Chợ Mới bệnh. Thấy chưa? Dạ. Cái số người có ghe tàu á, xuồng rồi đó thì bơi chống trèo chống gia đình rồi xuống thằng kia. Không bỏ. Tụ hội bỏ. Răng rạc. Dạ. Rồi cái số mà đi bằng xe, đi bộ, không có xe, không có tàu bè, thì là bộ, chen nhau đi trên cây cầu. Ông Tứ Thánh ông nói dí như bầy ngựa, chứ ngựa đâu mà dữ vậy, thấy chưa? Dạ. Đường trường ngựa lội ngập kiều, tràn phá ứng thí dập nhiều chim bay. Bây giờ còn hỏi chưa hai, có ai tưởng việc dông dài làm chi? Tức là ý nói mấy người không hiểu, rồi lo ăn chơi, lo tranh giành, lo giàu nghèo. Không hiểu được cái chuyện trời, Phật trời ấn định. Dạ. Tới cái màn đó. Rồi chen nhau tới chừng sắm nổ ấy rồi kia đó, bắt đầu chen nhau đi qua bển cuối năm Thìn. Dạ. Đó, cái người có ghe thì đi ghe, có tàu tàu, có xuồng đi xuồng, còn có xe thì đi xe, rồi cái người không có thì lội bộ chen nhau trên cầu đó, dí như ngựa vậy đó, chen nhau ngập kiều đó, kiều là cầu. Dạ. Rồi qua khỏi cầu tới mới kéo nhau đi tới cái chỗ nào người ta ấn định đó, tụ tập ở đó. Phải chịu đối khác này kia. Thấy chưa? Đó, bao nhiêu ngày. Rồi sau này xuất hiện, tới thời đó nó xuất hiện một vị nào đó không biết. Mới như là cầm, dẫn dắt, cầm đầu. Đi theo vị đó. Đi tới dài dài đến, cũng phía bên Chợ Mới. Đi hướng lên. Dạ. Thì lúc đó nổ thì ông Năm Chèo ông giật mình ông dậy, ông nổi dậy. Tức là yêu Năm Chèo tức là con sáu thần nó năm chân. Dạ. Với năm cái giò cái chèo. Nên ông Kim Giảng hay đề cập nó Năm Chèo nói vậy tương mừng đó. Nằm cản cửa chờ người không ác. Thấy chưa? Rồi chờ người không giữ đi qua không thoát. Thấy giải nhi lớn tự cái sàn. Cái giải của ông Chèo á cũng như giải cá rồi vậy đó, mà lớn mà nói như cái sàn gạo ừ vậy đó. Dạ. Đó, trong giảng nói nè, thấy vậy gì, tương tự cái sàn. Rồi muốn mung câu bắt thầy ban, đình xuống bắt cứu người lục tự. Tức là nói sau này đó, hồi trước á, có sẵn rồi, nghĩa là Phật thầy hai đó, nghĩa là ấy hai cái món, mấy cái món này để trị ông Năm Chèo. Để bắt ông Năm Chèo là sáu thần. Dạ. Sáu thần chứ đâu phải sáu tượng. Súng đạn có nhầm gì. Thành ra chừng ông này có cái bổn phận này, để sau này ông Năm Chèo nổi lên, dậy lên đó, thì cuối cùng ông này ông đi bắt ông Năm Chèo. Ông dùng mấy cái món bủ bối của Phật thầy giao cho ông này. Dạ. Bắt Năm Chèo nè, cái lưỡi câu với cái mung là cái lao gì để phóng Năm Chèo đó. Dạ. Với cái sợi dây để cột mắt. Mũi mung câu quắc thầy ban nè, mình xuống bắt cứu người lục tự. Lục tự là ý nói cái người tu đó. Thấy chưa? Niệm Phật rồi đó. Dạ, như vậy là người nào mà có tu tập thì mới được cứu không hay ha? Mới được sống. Dạ. Cũng đi qua lưng ông Năm Chèo để qua đền vàng ở bển. Quay xong nè, Năm Chèo nằm cả ngang. Dạ. Như mất cầu vậy đó. Ông bự lắm mà. Rồi cái gì mà tôi nói xuất hiện mà dẫn hướng dẫn đi đó, đi qua đó, dẫn qua cái đền vàng đó, qua lưng Năm Chèo. Dạ. Qua xong, qua trong đó. Thì cái người nào ác, không tu, không ấy gì nữa, cũng chư thần dục khiến như là vô trong họng Năm Chèo. Thấy ông hạ họng quá lớn rộng nè, đi vô trong họng. Dạ. Còn cái số nào người tu đạo đức rồi này kia thôi được đó, thì khiến đi trên lưng ổng và còn sống đi tới hồi hộp ở cái đền vàng chỗ vua. Dạ. Sau này im xuôi rồi ông vua mới về
mới tức dậy mới lên ngồi nghe dài. Cái núi Bà Nội Ôm á là ví như là cái chuồng cọp, cái chuồng thú để nhốt thú, đó là rắn rít, cọp, beo, sư tử, mấy con nó để ăn thịt người ta, để chờ cái ngày này ngày tới nè. Dạ. Sắp tới nè, khi mà tới rồi đó, khiến chư thần ta phải cho cái núi nó banh ra, cái núi Bà Nội á. Dạ. Rồi tới thời kỳ mà nó tuôn nó xuống, nó chạy xuống túa tỉnh này tỉnh nọ, chỗ này chỗ kia, gặp ai là nó ăn nấy, nó bắt nó ăn, nó xé xác, rít nó con nào cũng nấy, mình ngang cỡ này lấy lên nè. Ừ. Theo tôi độ chừng á. To. Ừ, rồi mình dài, coi mình dài. To quá. Ừ. Con trâu, con bò còn chết với nó còn phóng, nó đeo, nó ngấu, nó nhiều chân, ngấu, nó kẹp, nó cắn, nó chết, xéo xác ăn, nó không gì mình. Dạ. Ở chừng đó nè, cọp rồi nó xuống, nó chạy túa xuống, rít rắn rồi. Thôi, chừng đó, vô. Nếu mà cái người không tu, mà không có như thần phước mặt rồi, bảo hộ, bảo vệ đó, vô bụng nó hết. Dạ. Chụp nó bắt nó xé khiến cho đây nghĩa là hạn hán nè, khiến cho nghĩa là không có làm ruộng được nè. Thấy chưa, khô sông rạch hôm nay nắng nó biết không, cái hào này nước dâng cao nhưng mà bây giờ nó xuống còn phân nửa, hơn không tới phân nửa, thấy không? Dạ. Rồi tính đi, 3 năm không chợ nhóm chiều mà chưa thấy, hồi đó giờ tôi chưa có thấy xảy ra. Thấy chưa? Dạ. Nhà không người ở, niệm nhiều Nam Mô, thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống Nam Mô đậu nào. Là ý nói là chừng đó là bị hạn khô, rồi lúa thóc mà cũng không làm được, đất ruộng bỏ, rồi không ở nơi sống được, bỏ nhà kéo đi. Đi kiếm chỗ nào sống được, có nước rồi nó uống, mà hạn hán khiến gì đó. Dạ. Đó. Nhà không người ở nè, niệm nhiều Nam Mô chừng đó, sợ quá, sợ chết cái khởi lên niệm A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng nói ai chứng mình. Thấy chưa? Phật đâu chứng kịp là người ác gian. Cũng như bình thường không đâu, không tu, không ấy. Để chờ nó tới nghiệp rồi sợ chết mới niệm ai chấp nhận của mình. Thấy chưa? Dạ. Bởi vì chết thôi nè. Dạ. Dạ thưa ông hai, ngoài ra thì con còn được nghe Đức Thầy nhắc đến là chữ nhẫn hòa ông hai, ta để đầu tiên. Thì ông kêu mình tu phải nhẫn. Ví dụ như giờ tôi nói xấu cậu, tôi chửi cậu. Cậu là cái người biết tu, biết đạo lý. Thì mình nhịn, nhẫn, mình nói kệ. Nó chửi mình thì nó mang, nó lãnh. Nếu mình tức, mình không dằn, mình nói lời nó, mình chửi lời nó, thì thôi cũng như người không tu rồi, nó tu gì đâu. Dạ. Yeah. Nói tu là sửa đổi, mà không sửa đổi như không tu. Chứ không phải như mình nói trong chùa, đem ví dụ, người ở trong chùa sư ni đi, rồi cũng theo thời khóa, sáng chiều thức dậy gõ mõ tụng kinh, dụng chuông được, đọc rân hết, đậu không? Dạ. Nếu mà những cái tánh hư xấu mà mình không xét lại để dừng lại nữa, đậu không? Ai chứng mình? Dạ. Thành nó gì không? Như tôi nè, tôi giữ cái hạnh cư dòng nhiễm, tôi muốn làm thánh đó. Bởi vì tôi ở đây nè, không lẽ cái giường tôi nè, hồi đó năm công, và này cháu và nó quậy, nó chơi bao nhiêu lần nó nghĩa là thiếu lần mấy chục triệu. Dạ. Bán, thấy chưa? Về nó ngồi sụ, bà này với mẹ nó bàn tính nhau, mới kêu người ta bán sang, lấy mấy chục triệu đưa cho nó đi trả, rồi cái nó cũng tiếp tục nữa, chơi nữa. Dạ. Rồi cuối cùng bỏ xứ đi, miếng đất thì cũng tiêu hết rồi, rồi bây giờ ở đây nè, mình ở đậu nè, thấy dạ. Chưa? Đó. Rồi tôi không lẽ nếu mà tôi không có muốn làm thánh á, tôi chẳng có nhiễm đó, thì tôi lúc đó không lẽ bán đưa cho nó trả nợ rồi dính lại 5-10 triệu sắm chiếc xe chạy chơi không được sao?
60 tiếng rồi nghe hát được, thoải mái rồi, niệm được. Nhưng mà tôi dứt khoát không. Rồi á, mấy người đời đạo rồi lại chơi á, rồi ngó thấy cái cảnh nhà tôi vậy đó, rồi nói với bà này, thí dụ lại chơi nhầm trời đất, nóng, chưa, mới nói sao? Sao hai ông bà không sắm quạt máy, quạt cho nó mát, rồi sao không sắm vô tiếng, mở coi này, ghi phim rồi, với người ta, đỡ buồn. Rồi sắm niệm rồi nằm cho nó im được, sắm giỏng, không à. Để dừng ta về rồi bà này muốn siêu lòng. Dạ. Nhưng ta đốc đó, mình đâu phải không sắm được, lúc đó đất còn nè. Bán mấy lần đưa cho nó trả nợ cũng được, không lẽ sắm dính ra không được. Mà hỏi ý kiến tôi nói, không à, tôi là dứt khoát giữ cái hạnh cư dân bất nhiễm. Còn bà muốn sắm gì thì sắm, tôi không cản. Nhưng mà đừng cưỡng ép tôi phải xài cái đó. Dạ. Bà xài, sao xài, sắm thì sắm. Tôi không có phải như chồng của người ta ỷ mình, chồng mình, đàn ông rồi cưỡng ép này kia. Tôi không có muốn sắm, muốn làm gì tôi làm, nhưng đừng cưỡng ép tôi, bắt tôi phải xài cái đó. Dạ, đó. Giống như là ông hai là buông bỏ tất cả. Tôi, đó. Mà sao ngộ một cái bị hồi đó tôi tu mấy cái trước sao? Giếp này tôi không có thấy thèm, chứ không phải nói là muốn làm thánh mà cử. Thấy chưa? Dạ. Làm thánh thì phải cử rồi, nhưng mà cái này tôi không cần cử, tôi không thấy thèm. Thấy chưa? Chứ phải tôi thèm đó. Bà này mỗi lần bán đưa cho nó mấy chục triệu đó. Không lẽ ấy lại 50 triệu không được sao? Sắm cái gì cho mấy người? Dạ. Rồi vô tiếng bởi này kia với nhỏ em 15 năm. Nhiều khi lâu lâu tôi ra thăm rồi đó. Rồi với chồng con cháu chắc nó được. Mở coi vô tiếng cái đoạn nào hay với nó đó. Nó khoái, cười hả hả rần rần. Rồi kêu tôi. Năm, cộng năm. Vô coi hay lắm. Tôi nói thôi con đi, đúng phải với người ta, không. Tôi đâu phải thăm chơi giếng gì chứ, tôi kéo ghế ngồi trước mình thôi. Dạ. Không à, không vô mà, không vô tiếng hay cái gì, giọng tôi cũng không nên nằm. Không phải tôi nằm không được, nhưng mà không, dứt khoát. Dạ thưa ông hai cho con hỏi thăm á, nếu như mà cơ trời xoay chuyển á, sau này sẽ lập đời, và trở lại từ đầu như vậy rồi kéo dài trong vòng xây chuyển đó, kéo dài trong vòng bao nhiêu năm lận ông hai? Do trời Phật nó định, nó định thí dụ bây giờ mấy ngàn năm bao nhiêu đó. Dạ. Mấy ngàn năm tôi quên cái vụ đó rồi, nhưng mà Phật thầy có cho biết là cái thời gian mà xây chuyển mà đến từ cái lúc mà xây chuyển cho đến cái lúc mà bình thường trở lại á thì nó kéo dài bao nhiêu năm không hai? Thì khiến nè, khiến bao nhiêu đó, lần chuyển rồi khiến như là tai nạn này ghi sụp đất, dông gió, sái mùi, sái tiết rồi khiến người mình tham vọng đánh nhau này kia rồi, gây sự rồi. Cũng như hôm nay là người ta nói, bắt đài đó, người ta nói đó, người ta lại đi chơi, người ta nói đó. Mình thì đâu có sắm máy móc, phải không? Dạ. Rồi mấy người đạo đời lại đi chơi rồi họ kể cho mình nghe đó. Dạ. Cái chuyện này chuyện nội gì đó, nói cho mình nghe. Dạ. Chứ mình đâu có sắm, đâu có cần cái vụ đó. Dạ. Dạ thưa ông hai, con thì được biết là những vị cư sĩ hay có nói là Phật tiên hay giả dạng những cái người mà bình thường để mà thử lòng chúng sanh. Thì cái đó thì cũng không có gì lạ. Từ trước tới giờ có không ông hai? Có chứ, không có sao được. Có cũng như tại vì cái vị đó, người ta muốn lôi kéo một số tu, trở lại nghĩa là tu, làm thiện. Dạ. Vậy đó, cũng như tôi. Hay gì á, tôi ngồi tôi nín thinh tối ngày. Thế chưa, tôi không nói gì hết. Cũng được vậy. Nhưng mà tại sao tôi gặp cậu á, nó cứ nào lại, tôi khơi lên tôi nói, tôi giải thích này kia. Cho biết về giữ tu, hay cho chó có ích lợi. Dạ. Chứ thay vì tôi nói chi cho mệt, tôi nín thinh, tôi ngồi nín thinh tối ngày. Thế cũng được vậy. Nhưng mà cái lúc mình ngồi nín thinh đó thôi. Để mình nói nghe dẫn dắt được tung. Dạ. Bởi vì trong bài ấy mới nói nè, nói cái vấn đề ý nghĩa tu tịnh nè, tịnh thể trường sanh tầm điếm lữ, định như đạt má tách rừng già,
Tịnh Bồ Đề tánh không vô ngại, tịnh giác nhân sanh khỏi hà. Tịnh đây không phải là mình không câm hoài, mình thinh thinh, thinh thinh hoài không được nói gì, không được nghĩ gì. Dạ. Nhiều người sai lạc vậy đó, nghĩ rằng cũng như mình bất động vỗ như cái khắc chết, không còn biết gì hết, không phải vậy. Nếu vậy thì sao mình đi làm ăn, buôn bán rồi đối đáp nói chuyện nhau bằng tính nhau. Nhưng con cái tịnh này đó, là mình không giữ cái khẩu mình không có nói bậy bạ, tục tiểu, nói gì hại ai, chửi bới gì, thấy chưa? Gọi là tịnh. Chứ mình vẫn buôn bán đối đáp nhau vậy mà tính tiền bạc hay cái gì gì, thấy chưa? Chứ phải không được, vậy còn sao buôn bán? Dạ. Đó. Nhiều người còn không hiểu vụ đó, nghĩ rằng chắc tôi phải nín hình hoài, tôi phải ngồi như gốc cây, trở thành vô tri. Dạ. Hiểu lạc lầm, trở thành cây đá vô tri. Dạ. Rồi tịnh như Đạt Ma Tách Rừng Già, tức là ông Đạt Ma, ông thấy được cái sai lầm cũng như tôi ngồi bao nhiêu năm ở nhà hoài vậy đó, thay vì nó mình đi làm cái gì có ích lợi cho thế gian, chỉ dẫn dắt người ta tu, khuyên người ta. Dạ. Cho nên ông nghĩ là vậy thôi, không có ngồi hoài trong rừng, ông lựa chỗ vắng ngồi tịnh đó. Dạ. Đi, đứng gì đi, đi ra đời, làm cái gì giúp ích được cho đời. Như mình đi ra, thấy ông già đó, bà già đó đi không nổi, thế mình lại mình kè, mình dìu, thế nó cũng cái phước. Dạ. Thấy người ta khổ, đối khác, có ích cho ít, có nhiều cho nhiều, thấy chưa? Rồi người ta bán con gì còn sống, mình mua mình thả, phước đủ cách. Dạ. Còn cái giải thoát là cái mình giữ được cái không mê, không nhiễm. Không mê, không nhiễm. Thì đó, tôi giữ cái hạnh cư trần bất nhiễm đó. Dạ. Tôi làm thánh rồi, không muốn làm thánh cũng không được. Cái màn này tôi cũng giữ nữa đó. Thấy không? Tôi không cần giữ, tôi không có mê, không mấy. Mà bây giờ tôi muốn sắm, bây giờ tôi trở lại tôi mê đi. Tôi muốn sắm cái gì cũng không được. Còn gì nữa. Năm con đất này nó làm tiêu mẹ hết rồi. Bỏ xứ đi rồi. Dạ. Nó sống tha phương ở ngoài Bình Dương rồi ấy rồi đó. Hay chồng. Hỗ trợ. Đối khác. Vừa tội cũng mình gây. Nhà cha mẹ ông bà để lại con đất vườn ruộng đất rồi. Mấy con đất rồi cũng làm tiêu hết. Cũng dạ. Sai nữa. Dạ thưa ông hai. À, con thì thường được nghe nhắc đến á, nếu mà sau này mà mình có tu tập á, mà cái khi mà lập đời mà mình còn được sống á, thì lúc đó là mình sẽ không có già, không bệnh, không chết luôn không hai? Ừ. Không già, không bệnh, chẳng ngày nào lo nè. Đã gì không hai? Con nói. Thì cũng do mình tu tập nè. Dạ. Cũng như là thay vì á, cũng như ở thế gian mình, thời gian, cái tuổi thọ nó quá ngắn ngủi. Hồi đó là ý nói là con người sống ấn định là 100 tuổi, yeah. 100 tuổi thọ, nha. Yeah. Rồi cũng có người như là sống được trên 100 tuổi, đó. Rồi sau này là sống một muôn tuổi thọ. Một muôn tuổi thọ lận. Yeah. Là 1000 tuổi. Với trong kinh Cứu Khổ nè, tụng đắc nhất thiên biến nhất thân ly khổ nạn. Tụng đắc nhất dạng biến hiệp gia ly khổ nạn, ý nói cái người mà tụng cái bài kinh Cứu Khổ của Quan Thế Âm đó, yeah. Thọ trì giữ tụng ngày đêm đó, sáng chiều hay là trưa gì đó, thì nghĩa là tụng lên được tới như là 1000 câu lấy lên, 1000 lượt lấy lên, yeah. Thì cái thân người này nè, một mình được, được có chư thần bước mặt người ta theo hộ, giữ, không để cho mình bị nạn, bị ấy, bị ai hại, cái gì, cái con gì ấy mình. Dạ. Yeah. Rồi tụng đắc nhất, dạng biến hiệp gia ly khổ nạn, đắc là được. Thì cái người mà tụng được á, tới 1 dạng biến, 1 dạng lượt, tức là 10000 lượt. Dạng là 10000. Dạ. Đó. Thì nghĩa là cả nhà người đó, ở chung nhà á, mấy người đó không có tụng, làm biến, không tin. Thì người nhờ cái sức tụng của mình này, cũng như trong nhà mà có người làm quan to vậy đó, yeah. Mấy người kia được hưởng lấy,
Dạ đúng. Người ta cũng nể anh em, thấy chưa? Dạ. Không dám hại người này, không người này. Thì đó, nếu mà trong nhà mà có người mà tụng lên tới là 10.000 câu lấy lên, lần lấy lên, nha. Rồi nói theo kinh này biết, 1.000 biết, 10.000 biết. Nha. Dạ. Còn mình nói theo ngoài đời mình đó, lượt, lần, nha. Ngàn lần, ngàn lượt. Thì cả nhà đều hưởng lên. Ví dụ người đó đang cầu mong cái gì, đang bệnh, đang gì, ai muốn hại, đều qua khỏi hết. Dạ. Đây nè, mẹ con nhỏ mình đây nè, hai mẹ con chứng bệnh như nhau, đó là trong mình khó chịu, rồi đầu óc cũng vậy, mắt cũng làm như thấy nó không được ấy gì đó, là nhớ nhớ, đầu cũng nặng, rồi nhức nhức trong, rồi ngủ không được nữa. Dạ. Rồi qua đây than nói với bà này nè, hồi trước nè, cái tôi mới suy nghĩ, tôi nói đâu mình ra tay mình thử coi được không, được thì ta nhờ nha. Yeah. Cái tôi mới nói, tôi nói đâu để tôi làm thử coi hết không nha. Cái tôi mới giấy Quan Thế Âm rồi tôi giấy rồi Phật rồi, rồi tôi vuốt nha. Yeah. Tôi vuốt đầu xuống mặt ngực con mẹ y nhau, rồi xong rồi tôi mới hỏi sao tôi vuốt cái gì mà thế nào, nó thấy khỏe, thấy hết rồi. Hai mẹ con nói hết rồi. Yeah. Mừng quá. Ừ. Tối rồi nó ngủ được, nhỏ con đó, gái. Yeah. Mấy đêm nó muốn ngủ mà ngủ không được, khiến nhắm mắt ngủ không được, khiến sao đó. Yeah. Khiến nó mệt, cái ngực cái mình cái đầu nó nặng nặng, nó khó chịu đó. Hai mẹ con cái bệnh y nhau rồi hết luôn. Tuyệt vời. Dạ thưa ông hai, ông hai cho con hỏi thăm ông hai. Con thì được biết là Đức Thầy nói là khi mà Đức Thầy đi á thì Đức Thầy sẽ về. Tuy nhiên thời cuộc này Đức Thầy về chưa ông hai? Ông mà về cái chuyện đó đã rồi rồi. Bây giờ hồi lúc mà lễ 18 tháng 5 đó thì tôi nói ổng cho không ai vô đây. Tôi cũng đi mấy sớm đó. Dạ. Nó rủ tôi đi rồi nó lấy xe nó chở tôi. Vì nó mến tôi đó. Dạ. Nó tới tôi nghe tôi giải thích rồi đó. Thế này nỉ tôi hoài, tôi chiều theo tôi đi. Chứ tôi không chịu đâu, tôi ở nhà có nhà. Nhiều người không biết, tưởng tôi khùng quá. Cái rồi tới cái chỗ mà đi lợi tổ đình chỗ Đức Thầy đó. Dạ. Thì tới chỗ này ta ngăn ngang nè. Ngăn cản ngang cái cây cả ngang nè. Rồi bắt buộc xe cộ phải gửi đâu mấy nhà gần đó, đâu đó. Dạ. Không được chạy được nữa. Là bộ chen nhau. Dạ. Trời trẻ bé lớn đời đạo rồi chen nhau. Thì tôi cũng chen như người ta đi. Tới tổ đình đó, chỗ ông Đức Thầy đó. Thì tôi nói ông Đức Thầy chứ không ai vô đây. Không xuất hiện. Tại vì trong hình ổng thì ổng mượn đồ bà ba. Dạ. Đen. Tóc lại tới dài. Ngang đây. Còn cái này á, ông xuất hiện với cái hình tướng khác, đồ Tây. Dạ. Tướng tá có bụi con sang, trắng hồng, đầu chạy. Là ông hay đã thấy rồi. Ông áo cục tay, mang ai á. Tuyệt vời. Như vậy là ổng với ai xuất hiện cho ai thôi. Dạ. Ông bận bằng tay. Đó, cục tay. Tôi nói ổng cho ai đây. Cái ổng cũng chen như tôi vậy. Sao ổng chen tới, ổng chụp cái cổ tay này tôi nè. Dạ. Rồi ổng nói gì. Đi, đi, hai đứa mình cùng đi. Thì tôi mất là thấy không? Rồi cái tôi với ổng cũng vừa chen vừa ấy, ổng cũng vẫn còn nắm cổ tay tôi. Cái tôi suy nghĩ, để 18 năm này của ông Đức Thầy, mỗi năm, chắc ổng chứ không ai vô đây. Dạ. Dạ. Mà trước đó, đó không phải không mà tôi nghĩ là ông Đức Thầy, có cô tư trong này nè, nhà cũng khá giả, ta không có đi làm thuê làm mướn nha. Rồi quen với nhỏ nào nó dẫn ra đi chơi. Dạ. Chơi thành quen rồi cô tư nó mới kể, bữa đó đau quá rồi cái thang
Tôi kêu ông Đức Thầy. Thầy ơi, con đau quá, thầy về cứu con, trị bệnh cho con. Thì nhà ta khá giả mà. Dạ. Người ta không có chồng của con, không ai hết á. Ở con mình, thành ra người ta cũng sợ cướp, sợ này kia gì đó. Ta gài cửa rào. Dạ. Rồi ta vô nhà, ta ở nhà, nghỉ trưa, ngủ trưa gì đó. Ta cũng đóng cửa, gài cửa. Rồi đau quá, than gì đó. Thì thấy ông Đức Thầy không xuất hiện. Dạ. Thế dạ, ông đâu có lợi kêu cửa. À, ta Phật Thánh, ta có thần thông mà, không dạ. Cần. Đâu cần kêu chủ nhà mở cửa ra, cho người ta vô. Nhỏ này cũng ngạc nhiên. Cái chuyện nó suy nghĩ, thấy, nó mới biết. Nha. Rồi ông kỵ sao nó cách nào nó không biết. Rồi trong cấp tốc. Hết. Dữ dằn tuyệt vời luôn. Ông đi ra. Dạ. Ông đi ra cũng đi ra. Chứ không có kêu nó phải mở cửa vậy chứ. Dạ. Đó. Rồi ông ra ngoài đường, lộ. Rồi nó muốn theo để theo dõi để coi. Ông đi bằng cách gì. Dạ. Dạ. Nó muốn theo ông, dùm ngó ông, theo dõi ông. Nó phải mở cửa nhà. Rồi nó ra tới, nó mở cửa rào. Dạ. Thì ra thì ngó thấy ngoài đường lộ gần cửa rào đó. Dạ. Có xe bốn bánh. Dạ. Nó lên ông lái, chạy vô hướng này. Dạ. Nhà nó trong hướng Phú Hòa. Dạ. Cái chạy mất rồi nó không còn thấy nữa, nó mới vô. Dạ. Rồi thời gian sau này nó quen, nhỏ nào quen đây nó dẫn lên đi chơi nè. Dạ. Nó kể cho tôi nghe. Nó nói nó thầy xuất hiện bận lục tay. Đầu chảy ý rồi con sang. Dạ. Hết chảy. Dạ thưa ông hai. Dạ. Ngày hôm nay á thì dạ. Con ghé thăm ông hai á. Dạ. Thì con có ít đỉnh. À, con xin gửi ông hai để mà cà phê với bánh trái ông hai ha. Dạ, dạ con gửi ông hai. Ông hai lấy cái lòng cho con vui ha. Dạ rồi. Mỗi ngày cũng có làm gì ra tiền. Dạ, dạ. Con xin chân thành cảm ơn những câu chuyện về đạo và đời trong ngày hôm nay. Ông hai đã gửi đến con cùng với quý vị Phật tử gần xa. Và con nguyện cầu chúc cho ông hai luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày ông hai nha. Dạ rồi, con xin chào ông hai ạ. Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, vừa rồi là một số tiết lộ về sự xuất hiện của Phật Di Lặc cùng với Vua Minh Vương. Và cũng có kèm theo đó là một số câu chuyện về ông Năm Treo đã được ông hai cư sĩ gửi đến cả nhà mình trong ngày hôm nay. Dạ, thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video. Và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký, ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc, bình an mỗi ngày. Xin chào.